sản phẩm được kết hợp sản xuất bởi tập đoàn Mtegia và Fujifilm của Nhật Bản. Với hàm lượng collagen cực cao, dưới dạng phân tử thấp nên giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và từ đó mang đến nhiều công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc nuôi dưỡng làn da. Sản phẩm đã được kiểm định khắt khe về chất lượng và độ an toàn nên bạn có thể yên tâm. Đảm bảo không chứa chất hóa học độc hại, chất bảo quản, phụ gia tổng hợp nên không gây tác dụng phụ khi dùng. Collagen ZH16 được review rất tốt từ các chị em đã sử dụng. Sản phẩm không chỉ bán chạy tại thị trường Nhật mà còn đang rất hot ở các nước châu Á hiện nay, liên tục cháy hàng tại Việt Nam.